hình ảnh được quay từ ngã tư góc ngã tư Nguyễn Thị Tân không mà chơi các bạn. Bốn chiếc ô tô chết máy nào đây, còn gỗ là còn hết. Lúc này tại ngã tư Nguyễn Thị Tân và Phan Đình Phùng các bạn, có bốn chiếc xe ô tô bị tắt máy, bốn chiếc đây. Bên kia thì bốn chiếc đây các bạn, gặp lấy nóng luôn.